Như vậy là mình đã tham học không đấy các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tô mò của mình. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay và thấy ấy thì hãy cho mình một lượt like và một lượt subscribe để mình có động lực ra video thêm, để mình có thể tô sao cho đẹp nhất các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem này. Như vậy là mình đã sắp tô xong rồi. Các bạn thấy đẹp thì hãy để cho mình một like nha. Thank you.
Như vậy là mình đã xong. Các bạn thấy hay đăng ký kênh và like được của mình thì